Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 2018. Hôm nay chúng ta học đến bài kệ thứ 6 và bài kệ thứ 7. Nếu giỏi thì học tới bài kệ thứ 8. Bài kệ thứ 6 và thứ 7 nó chỉ có được tính là một bài thôi. Tại vì bài thứ 6 nó như là những câu hỏi đặt ra, và bài thứ 7 là cái bài trả lời những câu hỏi. Cho nên chúng ta chính xác thì chỉ học có hai bài, là bài thứ 7 và bài thứ 8 thôi. Mình đọc bài thứ 6 sẽ ông dịch rất là hay thế này. Cái gì là cái tốt lành nhất cho cả một đời người? Cái gì là cái có khả năng đưa đến sự an ổn và lắng dịu thật sự? Cái gì là vật quý giá nhất của con người? Cái gì là cái mà kẻ khác không thể đánh cắp được? Tức là các vị nghe đây nó có bốn cái câu hỏi. Thế Tôn đặt ra cho chúng ta là cái gì là cái tốt lành nhất của một đời sống con người? Câu hỏi thứ hai là cái gì là cái có khả năng đưa đến sự an ổn và lắng dịu thật sự? Tức là cái sự an lạc tịnh chỉ. Cái từ chỉ này nó hàm nghĩa rằng an lạc tịnh chỉ là dứt sạch mọi khổ não. Dứt sạch mọi khổ não. Dừng tất cả loại nghiệp thức. Câu hỏi thứ ba là cái gì là vật quý giá nhất của con người? Câu hỏi thứ tư, Thế Tôn đặt ra cái món gì mà không ai có thể đánh cắp được? Đó là bài kệ thứ sáu. Thế rồi cái bài thứ bảy là cái bài mà trả lời cho bài thứ sáu, tức là trả lời cho bốn câu hỏi mà Thế Tôn đặt ra. Sư ông dịch cái bài này đó là giới là cái tốt lành an ổn nhất cho cả một đời người. Thứ hai, giới là cái có khả năng đem lại sự yên vui và lắng dịu thực sự. Thứ ba, tuệ giác là vật quý giá nhất của con người. Thứ tư, phước đức là cái mà kẻ khác không thể nào đánh cắp. Đó là bài kệ thứ sáu và thứ bảy. Thế rồi chúng ta cũng học luôn bài kệ thứ tám. Bài này nó liên hệ đến chúng ta rất là nhiều. Bài này là sư ông dịch thế này: vị tỳ kheo trì giới, nhiếp thủ sáu căn, biết tiết chế trong sự ăn uống tiêu thụ, lúc nào cũng biết ứng xử có ý thức. Mình đọc lại: vị tỳ kheo trì giới, nhiếp thủ sáu căn, biết tiết chế trong sự ăn uống tiêu thụ, lúc nào cũng biết ứng xử có ý thức. Đó là bản dịch của sư ông. Thế rồi mình chép cái bản dịch bằng thi kệ để cho các vị dễ nhớ. Bản dịch là thi kệ thế này. Thứ sáu, điều gì tốt đẹp mãi? Thiện gì đến tối thắng? Của báo nào nơi ta? Của báo nào nơi ta? Kẻ trộm không lấy được. Thế rồi cái bài thứ bảy, như những câu trả lời, đó là giới an lạc một đời. Giới đưa đến tịch diệt. Tuệ báo nhất nơi ta. Phước trộm không lấy được. Mình viết thế này mới đúng nè. Chỗ này có hai chấm nè. Chỗ này có hai chấm. Chỗ này có hai chấm. Tức là giới đưa đến sự an lạc của một đời. Giới đưa đến sự tịch diệt. Tức là cái từ này nó hàm nghĩa là niết bàn á. Từ con đường giới sinh tuệ giác, và từ tuệ giác giúp cho chúng ta có được chánh trí, thành tựu niết bàn. Và trí tuệ là một loại của báo nhất. Giữa trần đời này không có gì quý hơn trí tuệ cả. Thứ tư là phước lành của các vị tu tạo không có ăn trộm nào lấy được cả.
nó lấy hết tài sản của các vị. Thế nhưng phước là loại âm đức được tích chứa trong cái cõi vô hình, nơi tâm thức. Do vậy cho nên không có bị mất mát, bị nước trôi vì lửa cháy, bị bất cứ cái chi cả. Cái câu này trong chữ Hán nó gọi là Hà Thiện An Chỉ. Cái câu đáp này là giới Thiện An Chỉ. Thông thường nếu ta tách rời nó thì an có nghĩa là an ổn, chỉ có nghĩa là nó dừng lặng, cấm chỉ. Thế nhưng mà an chỉ này nó cũng hàm cái nghĩa thứ hai, đó là cái sự tịch diệt nha. Tịch diệt. Tịch diệt nó có cái hàm nghĩa là niết bàn, cấm chỉ mọi ác pháp, dứt sạch mọi lậu hoặc, không còn tái sinh. Do vậy cho nên cái câu ở đây mình dịch là giới đưa đến tịch diệt là vậy. Cái điều này nó rất là dễ hiểu. Thưa các vị rằng là ở mức độ cạn nhất đó, chúng ta đến với công trình tu tập, đa phần ta trưởng thành trong những nền văn hóa khác nhau. Chúng ta có những cái trình độ rất là khác biệt. Đời sống chúng ta nó có những cái, có những cái nuôi dưỡng nó rất là khác biệt nhau. Thế nhưng mà một khi tu rồi mình sống hài hòa, đồng thuận và rất là chan hòa, dễ dàng là do vì được nuôi dưỡng bằng giới, tuân thủ giới, lấy giới làm nền tảng sống. Do vậy cho nên thiện pháp phát sinh. Do vậy cho nên những cái xung đột nó không phát sinh, tạo thành được cái nền tảng rất là an ổn hài hòa trong đời sống bình thường. Do vậy cho nên giới ở mức độ căn bản nhất, nó đã làm thành cái nhân cách của người tu, không phải là chỉ sống ở môi trường này hài hòa, mà nó có khả năng làm cho các vị đến bất cứ một già lam từ viện nào, các vị cũng có thể sống hài hòa trong một cái tập thể đại tăng ấy. Ví dụ như một vị tăng người Mỹ sống ở Trung Hoa, sống ở các quốc gia châu Phi hoặc là châu Âu, chi mà miễn nơi nào có già lam tự viện của Phật, nơi đó mình đến mình sống thì rất là hài hòa. Tất nhiên hai truyền thống này nó có sự khác biệt nha. Bắc truyền thưa các vị rằng là nó tùy vào văn hóa địa vực của từng nơi, do vậy cho nên tụng kinh khác biệt, y áo khác biệt, nếp sống và sự tu tập có thể khác biệt. Thế nhưng mà với truyền thống Nam truyền thì cho dù là tăng Miến Điện, tăng Thái Lan, tăng Tích Lan, tăng Việt Nam, hay là hiện tại là chư tăng Tây Tạng, Úc Châu, Mỹ Châu vân vân, thế nhưng mà họ gặp nhau thì họ cùng tụng một loại kinh Pali như nhau. Một thầy bắt lên rồi là các quốc gia khác đều có thể tụng theo cùng một điệu, một nhịp nhàng. Đây là cái biểu trưng rất đặc thù của Đạo Phật. Có thể là họ khoác những cái y nó màu sắc khác nhau nhưng mà họ cùng tụng kinh như nhau. Điều này nó minh chứng được là từ cái nền tảng giáo pháp, từ nền tảng tu tập, từ nền tảng tuệ giác của Phật chế định. Cho nên chư tăng 26 thế kỷ đi ngang qua, trải ra khắp mặt lục địa này. Thế nhưng mà khi có cơ hội tập trung lại, họ tụng kinh, họ tu tập, họ hành trì, thì cũng lấy thiền định tu tập như nhau, lấy những bài kinh Đức Phật dạy như nhau, lấy những pháp hành trì căn bản như nhau. Đây là cái nét hài hòa ta chưa tìm thấy bất cứ nơi đâu trong các dòng dõi tâm linh có mặt trên hành tinh này. Các vị có thể hình dung rằng là Hồi giáo sau khi Mohammed chết đã có một cái sự va chạm, xung đột, giết nhau không khoan nhượng. Kitô giáo cũng vậy, Do Thái giáo cũng vậy. Thế nhưng mà Đạo Phật chia ra không biết cơ mang nào là những dòng tu, nhưng mà ta chưa hề nghe trong nội bộ Phật giáo có sự xung đột, giành ảnh hưởng, đánh nhau. Đánh nhau còn chưa có, đừng nói chuyện giết nhau, không có chuyện đó.
Đây là cái nét đặc thù trên nền tảng của giới. Nó làm thành sự an hòa tịnh lạc cho đời ta, cho nhiều thế hệ tương lai. Chính bản thân ta, thưa các vị, cái nền tảng của giới nó làm thành cái nhân cách cao quý của người xuất gia, làm thành cái năng lực để có thể truyền tải chánh pháp đến với người. Thực ra thì thế giới hiện tại có khi là người xuất gia chỉ cần hành trì một phương diện của đạo Phật dạy thôi, là hành trì giới thôi nghe. Các vị cũng đủ uy nghi, cũng đủ đạo hạnh, cũng đủ cao quý, cũng đủ cái sức giải thoát để chinh phục người đến với ta tu tập. Mình cứ nghĩ rằng là mình phải có học hàm, học vị. Tại vì xã hội giờ nó rất là cần cái điều này để đo cái mức độ giá trị của năng lực. Nhưng mà thưa các vị, cái phẩm chất thực của người tu mới quan trọng, chứ không phải là những cái văn bằng học vị được ông này ông kia cấp chứng nhận nó đánh giá được cái nội lực của người tu nghe. Mình thử hình dung cái nền tảng đạo Phật không phải đặt trên cái dữ liệu anh nạp vô trong não, tức là những cái kiến thức anh thu thập được, đặt trên cái nền tảng đạo hạnh, đặt trên nền tảng thành đạt thiền định, nền tảng đạo đức. Mà cái điều này thì không có giáo sư nào của thế gian có thể chấm được một người tu điều này cả. Cái trình độ kiến thức, trình độ lý luận, cái trình độ là nhớ dai của anh, ký ức của anh giàu có thì người ta chấm được. Thế nhưng đạo hạnh của anh thì không ai chấm được điều này cả. Thế mà vác cái xác đi đến những cái môi trường đại học, có được cái bằng do những người không tu mà chấm cho. Cái điều này dường như nó trên căn bản nó sai với nguyên tắc của điều Phật dạy. Những người lòng họ chất đầy phiền não, họ cấp cho ta cái bằng để ta dạy đạo cho người khác, để cho ta giúp cho người khác đoạn trừ phiền não, thì điều này nó sai từ căn bản. Cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là đôi khi đời sống của chúng ta hiện tại do cái lực đẩy của xã hội nó đẩy, chúng ta phải tùy thuận vào cái văn hóa xã hội nó thiết định. Rồi có khi một số các thầy cô lăng xăng mất 20 năm hoặc nhiều hơn học để có cái học hàm, học vị để đi làm ăn. Nhiều lắm là đi dạy trường đại học, nhiều lắm là dạy, thưa các vị, dạy kiến thức Phật học thôi, chứ còn không thể dạy người ta pháp hành trì, không thể truyền đạt được năng lực tu nghe. Tại vì cái chuyện tu nó không phải là kiến thức, tu nó là cái sự biểu hiện hoàn toàn cái con người rất thực của anh, nhân cách của anh, nói năng của anh. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị nghe một cái bài dạy của sư ông, hoặc là nhìn một cái DVD của sư ông chiếu ở trên màn hình, các vị ngồi, các vị học. Nhiều lắm là ta nhìn cái hình ảnh chết, nhiều lắm là ta nghe âm thanh nó dội lại cho chúng ta nghe, nhưng mà thần trí chúng ta có thể lúc nghe, lúc không, lúc ngồi đó, nhưng mà lúc đi chơi. Thế nhưng mà mình ngồi trong một cái hội trường do sư ông giảng thì nó khác. Tại vì ông không chỉ dạy bằng ngôn ngữ, mà ông còn dạy bằng toàn vẹn cái con người của ông, cái năng lực sống động của ông, cái đạo lực của ông, cho nên nó phủ trùm cả một cái không gian pháp đường, chứ không phải chỉ có lời dạy. Nó là như vậy nghe. Mình học qua CD, học qua DVD, thưa các vị, thì mình chỉ đơn thuần là nghe tiếp thu được bao nhiêu nên bấy nhiêu, và tâm thức mình nó có quyền đi chơi. Thế nhưng mình đối diện với một vị thầy có nỗ lực thực sự, cái năng lượng hùng hậu của họ, họ dạy bằng cả con người của họ, ánh mắt của họ, cái nhìn của họ, ngôn ngữ của họ. Nó là một cái sức mạnh nội tâm, gồm cả định, cả tuệ nó phát triển, chứ có phải là chỉ có ngôn ngữ mà thôi đâu. Rất khác. Do vậy cho nên cái điều ta định nghĩa, thưa các vị, giới là nền tảng để làm thành nhân cách người xuất gia. Giới là nền tảng để làm thành cái phẩm chất giải thoát. Giới là nền tảng để chứng thánh quả. Giới là nền tảng để hoằng pháp lợi sinh, giúp người tu tập nghe. Rất là quan trọng là như vậy.
Cái điều kỳ lạ là hồi xưa, thưa các vị, cái thở của mình còn học tăng á. Vì những cái tinh thần cầu học Phật Pháp của thế hệ mình nó rất mạnh nha. Cái chuyện ăn uống vô cùng kham khổ. Cái chuyện học hành là thiếu thốn đủ trăm thứ việc hết. Thậm chí có những buổi tối cúp điện á, đốt đèn dầu lên, leo lét vậy. Mỗi anh cái đèn dầu vậy, ngồi học. Nhưng mà dường như tâm thức của những người xuất gia trẻ hồi xưa, thưa các vị, nó bừng bừng bằng cái niềm đam mê. Và dường như không một văn bản kinh nào không học thuộc lòng. Học thuộc lòng hết. Thế nhưng mà rồi trong cái hoàn cảnh hiện tại, cái điều kiện học hành nó rất là tiện nghi nha. Các vị hình dung rằng là không gian pháp đường thì rộng thoáng, đèn thì sáng, và cái điều kiện nghe thì rất rõ ràng. Ngày xưa đâu có hệ thống âm ly thế này để có thể làm cho âm thanh dễ dàng và rõ và dễ nghe đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, dường như là tâm thức của chúng ta thời này, chúng ta ỷ lại quá nhiều vào những cái phương tiện khoa học nó tặng cho chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta nghe qua một cái CD, hoặc là chúng ta học gián tiếp trên những buổi dạy của sư ông. Cái điều này dường như là cái quan điểm mình sai lầm nghe. Các vị biết rằng là từ đây về sau sẽ không có cơ hội ngồi trực tiếp trước sư ông để học một bài kinh nào cả. Các vị chỉ có thể là học lại qua DVD thôi. Không có cơ hội tiếp xúc. Học với những lời giảng qua máy móc khoa học tặng chúng ta, giảm đi hết 70% cái phẩm chất của sự truyền đạt. 70%. Nó chỉ còn cái xác thôi mà không có cái hồn nghe. Trường hợp người ta biết học. Đó là thưa các vị, đối trước vị thầy đang giảng pháp như sư ông á, các vị thắp hương, các vị đảnh lễ, các vị ngồi kiết già, các vị học như đối diện trước vị thầy đang còn sống trước mặt các vị thì quả mai lời pháp của ngài mới thấm rồi các vị, còn không thì nghe để dỗ giấc ngủ thôi. Nghe để lấp trống thì giờ trống trải thôi, chứ còn không cách chi. Các vị có thể làm cho lời pháp của sư ông thấm rồi các vị được. Mình nhìn cái tình trạng là học chúng bây giờ đối với cái chương trình học Phật Pháp, mình thấy chừng như là các vị rất là lơ là. Các vị không có trân quý những cái điều kiện các vị đang có. Rồi sẽ tới một lúc nào đó chúng ta mơ ước. Như bây giờ các vị mơ ước học lại với ông cụ thì không có cơ hội rồi. Thậm chí là được nghe ông cụ nói vài câu không có cơ hội nghe. Thậm chí là mơ ước được ông cụ đưa tay so đầu mình cũng không có cơ hội nghe. Cái gì nó qua rồi không bao giờ tìm lại được. Đây là cái tinh thần rất là quan trọng mà có khi đại chúng không lưu ý. Mình rất là lơ là. Mình coi thường những cái buổi sinh hoạt tu học. Đây là cái điều mình nhắc lại để cho đại chúng lưu ý về điều này. Mình thưa với các vị mấy điều. Điều thứ nhất, điều mình muốn khai thác ở đây đó là giới đưa đến an lạc. Thưa đại chúng, là trong cái từ Phật học gọi là nhiếp thủ ư giới. Nhiếp thủ ư giới có ba loại nha. Một là nhiếp thiện pháp giới, gọi là nhiếp luật nghi giới trước nha, xin lỗi. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Và thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, cũng gọi là nhiếp chúc sinh giới nữa. Mình giải thích ba điều này để đưa đến cái sự an lạc của giới. Nhiếp luật nghi này, thưa các vị, nó bao hàm luôn là cộng giới và biệt giới nghe. Mấy cái từ này mình nghĩ các vị cũng nên học cho biết. Nó có hai phần, một là cộng, hai là biệt. Thưa các vị, cộng giới là Bồ Tát giới. Cái này gọi là thinh văn giới nghe.
Thưa các vị, là 10 giới trọng, 48 giới khinh nữa là cộng giới, dành cho cư sĩ, người xuất gia, sa di, sa di ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức so ma na ni, vân vân, đều thọ Bồ Tát giới được. Thế nhưng mà biệt giới thì chỉ dành cho riêng giới xuất gia thôi. Ví dụ như là giới tỳ kheo thì không có cư sĩ nào thọ được. Giới sa di cũng vậy, cạo tóc làm người tu. Cho nên người ta dùng cái từ đây là thinh văn giới là như vậy. Và họ dễ lầm lẫn rằng là người xuất gia là người tu hạnh thinh văn, tu hạnh thinh văn, chỉ biết lợi ích cho chính mình mà không có lợi ích cho ai. Thế nhưng họ suy nghĩ như vậy là lầm nha. Điều thứ nhất, thưa các vị, cả một cái truyền thống đạo Phật kéo dài, các vị Bồ Tát đều thọ giới pháp, đều tu tập từ các vị thánh thinh văn dạy. Ngay cái giai đoạn đầu của Phật giáo phát triển thì các vị thánh thinh văn truyền giới giải pháp cho các vị Bồ Tát. Nó hàm nghĩa rằng là giai đoạn đầu Phật giáo Đại Thừa, các vị Bồ Tát đều là cư sĩ chiếm đa phần. Hình ảnh này nó vẫn còn lại tới hôm nay. Các vị thấy là Văn Thù, Phổ Hiền, ai nữa? Quan Âm, Thế Chí, hình ảnh cư sĩ. Chỉ có duy nhất Ngài Địa Tạng là khoác cái dáng mạo của người xuất gia thôi. Cho nên nghiên cứu vào lịch sử thì thưa các vị, thánh thinh văn truyền đạo, truyền giới cho các vị Bồ Tát. Đây là điều thứ nhất. Về cái lĩnh vực lịch sử, ta phải nhìn điều này bằng không á, thì mình học giáo lý Đại Thừa, mình rất là coi nhẹ về các vị thinh văn, tức là các vị tăng sĩ xuất gia. Điều thứ hai, trong thực tế, từ quá khứ tới hôm nay, thưa các vị, duy trì chánh pháp của Phật, làm cho dòng chảy chánh pháp có mặt ngay tới hôm nay, làm cho nó tỏa sáng, lan qua các vùng quốc gia khác biệt, đi vô những vùng văn hóa rất là lạ lẫm, thưa các vị, điều công trình của tăng sĩ. Các vị tăng mới truyền đạo được nghe. Dù rằng cái tinh thần Bồ Tát đạo mở ra rất rộng, ngay như Sư Ông chế ra 14 giới tiếp hiện cũng vậy, thưa các vị, đó là cộng giới. Cư sĩ cũng thọ được, người xuất gia cũng thọ được, nhưng mà giới tỳ kheo, giới bổn thì thưa các vị chỉ có người xuất gia thôi. Thế nhưng thưa các vị, cái vai trò lãnh đạo cũng như cái vai trò làm cho cái dòng pháp của Sư Ông, đó là mình nói gần nghe, cái dòng pháp Sư Ông nó phát triển, nó duy trì, nó mở rộng được là vai trò của người xuất gia. Cư sĩ dù anh tu 30 năm, thọ cái giới tiếp hiện ra làm sao tôi không biết. Thế nhưng mà thưa các vị, không thể thay thế cái vai trò truyền đạt chánh pháp đến người khác tu tập dễ dàng và gây cái niềm tin vững chắc cho người ta tu tập được. Tại sao? Tại sao? Thưa các vị, tại vì các vị đi vào đời, các vị hành đạo, các vị sống là sống giống như người, cho nên nó không có tạo được cái giá trị cao quý để truyền đạo. Các vị chỉ tạo được cái giá trị của bạn bè pháp hữu, gần gũi vỗ về, yêu thương chăm sóc họ, nuôi dưỡng họ ở một cái mức độ nào đó, chứ không thể đạt đến cái chiều cao của sự giải thoát. Cái giá trị của tăng sĩ thành đạt đó là chứng tịch diệt, thành tựu niết bàn, có đủ thiền định, có đủ trí tuệ. Cho nên muôn thuở vai trò tăng sĩ giữ cái nhiệm vụ là truyền bá, duy trì chánh pháp là như vậy. Do vậy cho nên hai cái phần này, cộng giới dành cho người xuất gia, người tại gia, nhưng biệt giới thì dành cho giới thinh văn, giới người xuất gia thôi nghe. Đó là điều thứ hai, mình nói về cái vai trò của tăng sĩ. Điều thứ ba, nội dung của cộng giới và biệt giới này. Thưa các vị, là chúng ta phân ra đây là giới thinh văn chỉ biết lợi ích cho riêng mình, giới Bồ Tát mới có thể hành đạo giúp đời, đi vào nhân thế cứu sinh, cứu đời, giúp người. Mình quên một điều rằng trong quá khứ những người thánh đệ tử của Như Lai 1250 vị tỳ kheo, thưa các vị, thiền định công phu chỉ có một việc là khất thực và tu tập thiền đó thôi. Thế nhưng mà ai dám nói rằng các vị ấy
không làm được cái công trình truyền đạt chánh pháp đến xã hội Ấn Độ vào thời đó? Không. Một ngày họ dành nửa buổi đi khất thực, ơn bác vào thôn trang, họ nhận thức ăn, là một cái việc độ sinh rồi thưa các vị. Từng bước đi thông thả chậm rãi, an tường tĩnh tại, đi vào đời. Khất thực có nghĩa là hành đạo nghe. Một hình ảnh rất là đẹp để làm cho người ta khởi phát niềm tin với Tam Bảo, để làm cái ruộng phước cho người ta cúng dường. Thế thì nửa ngày các ngài đã hành Bồ Tát Đạo, đã mang giáo pháp vào đời. Nhìn thấy các thầy tỳ kheo ôm bát khất thực rất ư là tĩnh tại, đi từng bước một vào thôn trang. Thưa các vị, đây là hình ảnh đẹp, làm thành cái nền tảng đạo đức cho xã hội. Và cái năng lượng lành của các ngài tỏa ra đủ để cho quỷ thần, chư thiên yểm trợ, để làm cho mưa thuận gió hòa. Và rất là nhiều những vị quốc vương đương thời ảnh hưởng giáo lý của Đạo Phật, mang đến cho quốc gia họ một cái nền bình trị, mang đến quốc gia họ sự an lạc và thịnh vượng. Thế thì đừng nghĩ rằng giới thinh văn là tự lợi. Thưa không, khi anh tu được thì nó có phần lợi tha. Ta tu là có phần lợi tha nhất định nha. Rồi một cái ví dụ gần nè. Thưa các vị, mình thọ giới của Phật, mình ở trong già lam tự viện, mình tu tập, mình không có lăng xăng vào đời, đi làm từ thiện, đi giúp người nghèo, kiếm tiền kiếm của tận nơi những thôn quan rừng vắng để ban phát quà cá gì cho ai. Mình tưởng rằng đây là cái việc làm nó rất là tiêu cực, chỉ lo tu cho chính mình không ư? Thưa không. Cái năng lượng lành của công trình tu tập và khả năng giáo hóa của chúng ta đến với chúng sinh để cho nó thấm được Phật Pháp, nó tu, làm thành cái sự chuyển động của một xã hội, chứ không phải là một vài người đâu. Cái điều dễ hiểu nhất là thế này, các vị cho người ta dù cho cả núi vàng, người ta ăn cũng hết. Có khi nó có một tác dụng ngược, nó làm cho người ta tham tâm sinh khởi. Thế nhưng các vị cho người ta một lời dạy đạo đức, điều thứ nhất là nó cải thiện luôn, nó sửa đổi luôn cái nhân cách của người ta, trở thành một con người hoàn thiện. Điều thứ hai, họ nếm hương vị pháp, họ bỏ được phiền não, tự nhiên là họ có được an lạc nghe. Khổ đau nó không phải chỉ đến với người nghèo, khổ đau nó có quyền đến với tất cả những người giàu. Bất hạnh nó không phải chỉ có thiếu ăn thiếu mặc hay bất hạnh, bất hạnh nó đến với những người rất giàu, họ cũng khổ như nhau thôi. Thế thì thưa các vị, trên đời này nếm được hương vị pháp hành trì thì đoạn được phiền não khổ đau, chứ không phải là có nhiều của cải mà hết khổ đau. Thế thì cái con đường hành đạo Đức Thế Tôn, giải pháp Đức Thế Tôn, được gọi là con đường cao quý nhất là như vậy. Các bậc thầy tu tập thành tựu được đạo hạnh, có được giới hạnh trong sáng. Thưa các vị, cái công phu của họ tu tập, công phu hành trì, công phu họ đi vào đời, cái khả năng giáo hóa của họ, nó làm thành cái sự chuyển động cho một xã hội là như vậy. Thấy thì dường như họ không đóng góp gì cả, nhưng mà sự có mặt của cái thành phần tăng sĩ tu tập thực sự, nó mang đến hữu ích vô cùng lớn cho một xã hội nghe. Rồi các vị nhìn vào xã hội, mình dùng ví dụ này nó cũng đúng luôn. Các vị tưởng rằng là những người quẩy súng ra chiến trường và điều hành tàu đồng xuống sắt mới giữ gìn biên cương quốc thổ, mới đánh kẻ thù, mới làm cho đất nước phú cường ư? Không. Thưa các vị, cái bộ phận vận hành một quốc gia nào phải nằm ở ngoài biển khơi, hoặc nó nằm ở trên những cái cỗ máy súng đạn đâu nghe, mà nó nằm ở trong cái nơi chốn ở tại nước Mỹ này, do những nhà chính trị lỗi lạc họ quyết định về vấn đề vận mệnh của quốc gia, quyết định về cái sự thành công hay thất bại. Nó rất là nhiều lĩnh vực, chứ đâu phải là chỉ có cái việc là ôm súng đi vào trận địa mới bảo vệ biên cương đâu. Trận chiến nó không phải xảy ra ở chiến trường, mà nó xảy ra ngay trong đất nước. Điều lý một quốc gia
đưa đến cái sự phú cường, nó không phải là nằm cho những người lãnh đạo quyền uy, người ta thấy biểu hiện ở bên ngoài, mà nó còn nằm rất là sâu bên trong những người cố vấn lãnh đạo, cố vấn cho chính phủ, cố vấn cho tổng thống, rất là quan trọng nghe. Thế thì các vị nhung rằng là cái công trình tu thinh văn giới nó làm thành luôn cả hai phẩm chất, vừa có lợi cho chính ta mà vừa là cái công trình hành đạo để làm cho chánh pháp tỏa sáng, và cái sự cống hiến của hàng thinh văn vô cùng lớn. Lớn thứ nhất là làm cho chánh pháp được trường tồn, lớn thứ hai là có thể vận hành thay đổi một xã hội, tại vì họ là những người dạy cho Bồ Tát tu tập, rất là quan trọng là như vậy. Đó là mình giải thích về cộng giới biệt giới của cái phần thứ nhất là nhiếp luật nghi giới. Thế những cái ý chính của nhiếp luật nghi là thế này, mình xóa này nghe. Câu kinh nghiệm của dịch theo bén gót ha, hay quá. Có những lúc tôi cứ cảm tưởng như câu kinh nghiệm của dịch trước tôi một đoạn luôn, mình chưa nói câu dịch trước mình luôn. Thưa các vị, là cái phần đầu được gọi là chỉ ác nghe. Ngừa quấy chỉ ác, nhiếp luật nghi giới nó hàm nghĩa rằng dừng tất cả các ác nghiệp. Phần thứ hai, dưỡng thiện nghe. Phần thứ ba, độ sinh. Giới của Phật nó có ba phần thế này. Thực ra nếu tâm thức ta mà nó không có gạn lọc được hết những ác nghiệp, tập khí ô uế nó vẫn còn, cái con đường hành đạo không thể phát triển được. Rất tự nhiên thôi. Ví dụ như mình có thể tu mình thì được, ở với một vài người thì đã khó khăn rồi nghe. Tâm thức mà nó còn có những hạt mầm ô uế, ở ba người là đã xung đột, mình không chấp nhận được ai á. Tại vì ai cũng có những cái cá tính rất là riêng biệt. Họ đâu phải là mình. Họ được nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa khác biệt. Và họ có một cái tập khí khác biệt. Cái cá tính họ rất khác biệt với ta. Do vậy cho nên khi tâm thức mình nó ganh tị, tâm thức mình nó nhỏ nhoi, tâm thức mình không đủ bao dung, tâm thức mình không có đầy sự yêu thương, thưa các vị, càng ở đông bao nhiêu thì càng xung đột nhiều bấy nhiêu. Nguyên tắc là vậy. Không chấp nhận ai cả. Hơn ta ghét, thua ta cũng ghét luôn. Bằng ta thì ta loại trừ. Thế thì ta chỉ có một việc là ở một mình ta với ta thôi. Ta với ta thì chưa chắc gì đã yên. Tại vì một tâm thức nó xung đột như vậy. Thưa các vị, tự thân ta nó đã mâu thuẫn rồi nghe. Và cái tội nghiệp của những người mà ác nghiệp dày như vậy, nó xung đột như vậy, thưa các vị, cái tệ nạn đầu tiên nó xảy ra là bản thân của anh rất là bất an, và tật bệnh nó dễ phát sinh vô cùng. Tật bệnh nó chỉ ghé lại với những người tâm hồn họ tràn đầy u uẩn, tràn đầy bất an, tràn đầy xung đột. Tóm lại, ác pháp càng nhiều nơi tâm thức thì mình làm cho tế bào, tức là bạch huyết cầu mình nó méo mó. Đó là đầu nguồn của bệnh ung thư ạ. Cái này không phải mình nói đâu. Những người nghiên cứu về tế bào học họ nói cho mình nghe để các vị sợ. Một tâm thức mà tràn đầy tiêu cực bao nhiêu, tức là buồn nè, giận nè, đắng cay nè, căm ghét nè, ganh tị nè, nhỏ nhoi nè, tật đố nè, vân vân, thưa các vị, là tự mình chuốc họa cho mình, tự mình đầu độc mình. Thế cho nên nhiếp luật nghi giới đầu tiên là dừng tất cả ác. Những cái ác niệm mà nó sinh ra trong ta, thưa các vị, nó là một hạt mầm rất nhỏ, thế nhưng mà cái tai họa của nó là nó làm thành bệnh trạng lớn nha. Một tế bào nó phát triển nghịch làm thành ung thư như thế nào thì một ác niệm khởi ra trong tâm thức các vị nó cũng quỷ diệt các vị giống như vậy. Chỉ cần một chút thuốc độc thôi, đủ đầu độc nhau rồi. Thuốc bổ thì uống hàng năm, không có mập thêm ký lô nào cả, nhưng thuốc độc uống một chút là chết đó. Thì ác với thiện nó là như vậy nghe. Cho nên thưa các vị,
không hoàn thiện về chỉ ác, tức là không hoàn thiện về cái nhân cách của một người tu thanh lọc tâm, thế thì cái công trình hành đạo dễ đổ vỡ vô cùng. Mình nuôi chừng 5 người xuất gia thôi là chưa chắc gì mình đã nuôi được. Lòng không đủ lớn, tâm bao dung không có mặt thì không cách chi mình nuôi được người. Nó là như vậy. Phật Pháp tồn tại nó không phải là cái chuyện trù tính của con người, cũng không phải là cái tổ chức mình nó rất chặt chẽ, ràng buộc để cho người ta không có nhảy ra ngoài. Nhưng mà cái dòng tu mình nó hưng thịnh hay không, Phật Pháp nó tồn tại lâu dài hay không, nó không phải là do sư ông gây dựng, mà có thể bền bỉ kéo dài được 5-3 thế hệ nghe. Mà nó do chính đệ tử sư ông làm thành cái công trình mà Phật Pháp nối dài cũng không nối dài. Sư ông chỉ là người gây dựng, khơi dòng, dòng chảy nó chảy dài được cũng không, là do thế hệ thứ hai, thứ ba có nuôi được người cũng không. Người ta nhìn vào một gia đình, người ta thấy nó phát triển, họ không cần nhìn ông bố nghe, nhìn con. Họ sinh ra những đứa con thông minh, tài tuấn, học hành, không có phá hoại, không hư hỏng, không có rượu, không có ma túy. Thế thì chắc chắn rằng là thế hệ thứ hai nó vươn cao hơn thế hệ thứ nhất đó. Thế rồi họ nhìn vào cái gia đình ông bố thì rất là giàu, thế nhưng mà những đứa con là những tên cướp. Nó sẽ phá hoại gia sản của ông trong một đời thôi, là tiêu hết. Thế thì một dòng tu, thưa các vị, nó thịnh cũng không thịnh. Có khi không phải do vị thầy, không phải do cái tổ chức nó quá chặt chẽ, ràng buộc người, mà nó do cái phẩm tính tu của dòng tu đó. Rất là nhiều người họ có đại tâm, kế thừa được cái sự nghiệp yêu thương của thầy, mở rộng cái vòng tay, đón người thông minh, tài tuấn, nuôi dưỡng được họ, thì cái dòng tu này sẽ hưng thịnh nghe. Cái điều này thưa các vị hãy nhận diện kỹ thêm là thế này: mấy cái tên ít thông minh dễ nuôi, cái tên mà càng thông minh càng khó nuôi nghe. Thứ nhất là nó cứng đầu, thứ hai nó khó dạy. Tại vì nó thông minh, nó không chấp nhận cái chuyện là nó quỳ lụy, nó không chấp nhận cái chuyện là định bợ ai hết á. Nó hiên ngang, nó đứng thẳng trên đôi chân của nó, nó rất là kiêu hùng, không biết sợ. Cho nên là thưa các vị, với những tên như vậy mình nuôi mà không được thì dòng tu nó không có bản sắc. Mình chỉ nuôi được cái hạng thường thường thôi. Còn cái thành phần mà có khí chất can trường, mạnh mẽ, mình không nuôi được. Tại mình không chấp nhận nó. Nó là như vậy nghe. Thế cho nên ngay cái nhiếp luật nghi giới, nếu mình không có loại trừ những cái tâm hành nó còn nhiều ô uế nơi tâm thức, thì thưa các vị, chẳng những lợi ích nó không đến với mình, mà nó cũng không đến luôn với một cái dòng tu, một trung tâm tu. Lỡ mà mình làm trụ trì, tâm thức mình nó còn tràn đầy ác pháp như vậy, thưa các vị, già lan không cách chi hưng thịnh được hết. Chắc như vậy. Mình chỉ nuôi mấy cái tên nó rất là nịnh hót thôi, chứ còn mấy cái tên nó đủ kiêu hùng, thông minh, nó hiên ngang kỳ vĩ, đứng trên đôi chân của nó không biết sợ sệt, thưa các vị, mình không cách chi nuôi được. Chắc như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên rất cần xây cái nền tảng rất là vững để hành đạo, để làm cho lợi ích cá nhân, làm lợi ích cho đạo Phật, là cái điều này, gạn lọc sạch những cái ác pháp nơi tâm thức. Anh nói năng, anh nhìn ngắm, anh đứng đi, anh cư xử trên cái nền tảng của pháp lành, nền tảng của từ bi, nền tảng yêu thương, thì anh mới có thể nuôi dưỡng được người tu đến với anh. Anh có thể chinh phục được khắp thiên hạ, anh có thể làm cho chánh pháp của Phật tỏa sáng trong cuộc đời. Không thì không có cách chi cả. Không phải bằng cái chuyện mình chào hàng cho giỏi, mình quảng cáo cho hay, rồi mình dụ hoặc người ta đến với mình tu. Thưa các vị, những cái điều đó nó không phải là con đường của chánh pháp. Con đường chánh pháp là con đường gặn lọc tâm, con đường thành tựu được phẩm hạnh bên trong mà hoàn thiện được mình. Thì thưa các vị, tự động pháp lành nó tỏa sáng
tự động năng lực trí tuệ nó đến với người, tự động cái đạo hạnh của mình nó thấm vào người, tự nhiên cái sức chinh phục của một dòng tu đó, một tôn giáo đó, một cái già lam tự viện đó, một cái trung tâm tu học đó, tự nhiên không cần mời mà ta cứ đến. Đây là điều thứ nhất, xin lưu ý. Nhiếp luật ghi giới nó hàm là đoạn trừ ác pháp, sạch được tâm thức. Điều thứ hai, cái tinh thần Bồ Tát Đạo đặc thù đó là, thưa các vị, không bỏ một việc lành nào không làm cả, gọi là nhiếp thiện. Pháp giới là vậy. Có những việc lành nó không có tốn công gì mấy, chẳng tốn tiền, tốn một chút, chút lòng thôi, mở lòng ra thôi. Thế nhưng mà có khi người ta rất hà tiện á. Đơn giản là mình chê người thì mình chê rất là hào phóng, khen người thì dường như mình tiếc, mình rất là sợ khen là nó hết của mình đi. Trong khi, thưa các vị, chỉ cần các vị mở lời các vị khen người, tán thán hành lành của người, mỉm cười với người, hoan hỷ với người, chia sẻ niềm vui với người, là một pháp lành, là nuôi được, nuôi dưỡng được thiện tâm rồi. Và dường như ta không chịu làm điều này. Cái vụn về thứ hai, thưa các vị, rằng là ví dụ như người ta đến với mình, ta ngưỡng mộ thầy mình, mình cảm thấy rất là tự hào, tại vì thầy mình quá đạo hạnh, quá tuyệt vời, cho nên người ta ngưỡng mộ, ta đến ta đảnh lễ. Thế nhưng mà mình cứ nghĩ một cái điều tội nghiệp, đó là mình nghĩ rằng là mình cho người ta gặp thầy mình là mình ban ân huệ cho người ta. Điều này sai nghe. Hay nghĩ rằng người ta đến ta mang ơn phước đến cho mình, chứ không phải là mình ban ân huệ đâu. Rồi cái điều này nó cũng đúng với một cái công trình rất là tự nhiên, đó là mình tưởng rằng người ta đến với mình, ta xin xỏ mình, mình chấp nhận người ta đến với chùa tu, đó là mình ban ân huệ cho người ta. Nghĩ như thế thì dường như là mình đặt cái nền tảng suy nghĩ của mình trên ác pháp. Hãy nghĩ rằng, hãy nghĩ rằng người ta đến với mình là một điều phước lành cho mình, để mình truyền đạt pháp đến người ta tu. Ta đến với mình, sống với mình, thưa các vị, là một điều tuyệt vời, để mình có cơ hội đền ơn Phật, chứ không phải là mình ban ơn huệ cho những người đến đây nghe. Cái điều này từ cái nền tảng vô cùng căn bản, là nền tảng suy nghĩ của ta, nó đã tạo thành phước cùng không phước. Cái điều kỳ lạ trong thế giới người tu chúng ta, dường như tu lâu chúng ta có cái nhìn lệch lạc về điều này. Người ta đến với mình, ta cung kính mình. Mình cứ nghĩ rằng là người ta đến với mình là người ta nhờ ân huệ của mình, mình ban cho ta phước lành. Nhưng mà thứ không, hãy nghĩ ngược lại. Đến để cho mình giúp người ta, đó là cái cách mình gieo trồng hạt giống Phật Pháp và tâm thức của người. Mình phải cảm thấy vô cùng là hạnh phúc khi có được người đến với mình, để mình hướng dẫn người ta tu tập. Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho người khác có thể nếm được hương vị Phật Pháp. Họ chỉ cần vào chùa nhìn tượng Phật thôi, gây được nhân duyên lành này nghe. Họ chỉ cần nghe một lời Pháp là gây được nhân duyên lành. Họ chỉ cần nhìn người tu đoan trang tỉnh tại, họ khởi tâm ngưỡng mộ là mình đã có phước lành này nghe. Thưa các vị, rằng là mình nhớ có một lần sư ông dạy, sư ông nói các thầy các cô nên nhớ rằng là đi trên phi trường, ngồi trên xe bus, dẫn nhau đi thiền hành ngoài đường phố đều là phương pháp hành đạo cả. Các thầy cô nên biết rằng là mỗi một phút giây của cuộc đời, ngay nơi đời sống này, cái công trình tu của các thầy cô đó mang chánh pháp tặng cho người, mang cái niềm hưng phấn giúp cho người ta khi nhìn mình ta khởi phát tâm lành ta tu. Cho nên không lúc nào không là hành đạo, không lúc nào không là giây phút mình truyền pháp hết. Thế thì thưa các vị
hoàn thiện nhân cách của người tu, các vị đi đứng đoan trang, các vị nói năng hòa ái, các vị tiếp xử với người bằng trái tim rộng mở. Thưa các vị, tất cả thời khắc trong đời sống đều là nuôi dưỡng pháp lành, gọi là nhiếp thiện pháp giới là như vậy. Rồi mình đừng hiểu lầm rằng cái chuyện tu, cái chuyện hành Bồ Tát đạo, cái chuyện nuôi dưỡng pháp lành nó chỉ hướng ra ngoài. Đối với những người đến với mình, thưa các vị, có khi mình giữ giới, mình không dám giết con kiến. Gặp cái con kiến, gặp con nhện nhện chi, mình bắt nó mình bỏ ra ngoài. Nhưng mà thưa các vị, trong huynh đệ với nhau, mình sát phạt nhau một cách không thương tiếc. Đây là cái điều rất ư là tồi tệ nghe. Tại sao? Mình không dám giết con kiến, mà mình nỡ là sát muối vào da thịt của người ta, gạch da thịt người ta cho nó có những vết thương, và hành hạ nhau, khủng bố nhau. Cái điều này sai lầm ngay từ căn bản nghe. Cho nên hãy nuôi pháp lành, không phải hướng ngoại, mà còn hướng vào trong nội chúng. Pháp lành căn bản nhất, thưa các vị, là các vị nuôi pháp lành ngay nơi tự thân. Có những pháp hành trì, thưa các vị, nó rất ư là bạo động, cũng không phải là pháp lành đâu nghe. Các vị nên nhớ rằng là có những loại pháp tu mà nó rất là bạo động với chính họ, bạo động với tâm thức họ. Điều này nó sai với tinh thần chánh pháp của Phật dạy. Ví dụ như những cái buồn, những cái giận, những cái lo âu bất an của mình nói vừa sinh ra, mình căm phẫn đó, mình giận dữ đối với nó, mình muốn loại trừ nó, mình muốn sát phạt nó. Đây cũng là một loại bạo động, mà bạo động là ác pháp. Bạo động là ác pháp. Mình nhớ là sư ông dạy là hãy gọi là gì? Hãy ôm ấp hả? Ôm ấp niềm đau nỗi khổ chính mình. Cái từ này các vị đừng có lầm tưởng rằng ôm ấp nghĩa là các vị nuôi dưỡng nó, cưng chiều nó. Thưa, ấm áp có hàm nghĩa rằng là cái sự có mặt của những ác pháp hoặc là của những phiền não bên trong các vị đó. Các vị nhận diện nó như bản chất của nó đang sinh, đang diệt, đang có trong các vị thôi. Tức là đây là buồn nè, đây là ưu tư nè, đây là lo lắng nè, đây là bất an. Mình không có làm một cái việc bạo động là chém giết nó, đè bẹp nó, loại trừ nó. Mình chỉ đơn giản là mỉm cười nhận diện sự có mặt của nó. Đơn giản, chỉ nhận diện thôi, quan sát nó thôi, mỉm cười nhìn nó thôi. Rồi nó từ xa nó đến rồi nó đi quanh, rồi nó dạo chơi trong nhà của mình, tức là trong cái vùng tâm thức của mình, rồi nó ra đi. Đơn giản vậy thôi. Thế thì, thưa các vị, nuôi dưỡng pháp lành đối với người bên ngoài, nuôi dưỡng pháp lành đối với nội chúng đang tu, nuôi dưỡng pháp lành đối với tự tâm ta thì gọi là nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới. Và mình lặp lại, ngay trong pháp tu mà các vị bạo động với chính mình thì không tránh được cái tình trạng các vị sẽ bạo động với người ngoài. Thế nào là bạo động với chính mình? Mình dồn nén, mình đè bẹp, mình trấn ngự. Ví dụ như các thầy cô, một số người còn rất là trẻ. Cái chuyện rất tự nhiên xảy ra đó là một cơ thể trẻ sinh động. Tính dục của những người con trai con gái là chuyện bình thường, nó đang sinh khởi nghe. Thấy một người tự nhiên mình nghe tim mình rung động. Nghe người ta nói, người ta cười, tự nhiên là lòng mình tự nhiên nó bồi hồi. Chuyện này bình thường, không có gì ghê gớm cả. Thế nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là không phải mình cảm thấy là vô cùng là tội lỗi về cái chuyện tâm thức mình sao nó sao động bất an vậy. Mình chỉ đơn giản là một việc của người biết tu. Đó là chi? Nhận diện cái trạng thái bồi hồi của tâm thức, nhận diện cái trạng thái bất an, sao xuyến của lòng. Mình chỉ đơn giản là làm người quan sát nó, làm người quan sát nó. Không có trấn ngự, không có loại trừ, không có đề kháng, không có coi nó là một kẻ thù nghe. Cái điều kỳ lạ rằng là khi các vị nhận diện nó như bản chất của những cảm xúc nó đang lên, thì thưa đại chúng rằng là nó sẽ đi ngang qua, và nó biến mất vào hư vô. Thế nhưng
Nếu các vị coi nó là một loại kẻ thù cần trấn ngữ, cần giết chóc, cần sát phạt, cần dẫm lên nó, một là mi chết, hai là ta chết, thế thì nó chưa chết mà mình chết trước. Tất cả cảm xúc bên trong các vị, nó đều có một cái đặc tính rất kỳ lạ là nó luôn có những phản ứng ngược. Mình càng muốn loại trừ nó bao nhiêu thì nó càng sống hùng, sống mạnh bấy nhiêu. Nó quật ngược lại, cho đến nỗi là các vị thân cũng bệnh mà tâm cũng bệnh. Trái lại, coi nó là chuyện bình thường, cảm xúc nào cũng là chuyện bình thường. Nó đến rồi nó sẽ đi ngang qua, cho nên ta chỉ làm một việc rất bình thường, đó là hãy là người quan sát những cảm xúc đang khởi lên trong ta. Cảm xúc yêu thương ư? Thách mi đó, mi hiện lên, mi lừng lững, mi đi đến, mi làm ta hồi hộp bất an, rồi từ từ cứ mi đi ngang qua, biến mất. Không coi nó là kẻ thù thì sẽ không có kẻ thù. Trái lại, coi nó là kẻ thù, đem hết sức lực mình ra đề kháng nó, quyết loại trừ nó, thì nó trở thành kẻ thù thiệt. Nó sẽ xung đột mạnh hơn, nó tàn phá mình ghê gớm hơn. Và thưa các vị, sẽ tới một lúc rồi các vị đành phải bó tay, chịu thua nó. Không cách chi tu tập lâu bền được. Cho nên thưa đại chúng, nhiếp thiện pháp giới, nó hàm nghĩa rằng là ngay nơi pháp hành trì, các vị không được quyền bào động với chính mình. Hãy vận dụng cái phương pháp tuyệt vời của Phật dạy là nhận diện tất cả những cảm xúc như bản chất nó là một loại cảm xúc thôi. Thế nào là bản chất nó là một loại cảm xúc? Chưa có cảm xúc nào mà nó lên rồi nó không xuống. Cũng giống như chưa có mặt trời nào mọc mà không lặn. Chưa có nỗi lo âu phiền muộn nào không đến rồi đi. Chưa có bất an sầu thảm nào đến mà không đi qua cả. Có điều chậm hay nhanh thôi. Biết tu tập, mỉm cười, nhận diện đó thì mới đi qua mất. Và biến mất và hư vô. Không biết tu, coi nó là một thế lực địch thủ cần phải đề kháng. Thế thì các vị vô hình trung là làm thành cái lực đề kháng rất mạnh và nó đập ngược lại các vị. Và chúng ta chết không phải vì phiền não, mà chúng ta chết vì ta dùng các phương pháp đối phó sai lầm với phiền não. Thứ ba, nhiếp chúng sinh giới, độ chúng sinh. Thưa các vị, trên tinh thần văn bản thì các vị đọc vào những bộ kinh đại thừa như Kinh Phổ Môn trong Pháp Hoa, Bồ Tát vận dụng ngàn muôn phương tiện độ sinh. Khi chúng sinh nó cần hình ảnh một vị tỳ kheo tăng thì hiện thân là một vị tỳ kheo tăng. Chúng sinh nó không cần vị tỳ kheo, nó cần một cư sĩ thôi. Thế thì cái vị Bồ Tát hành đạo đó hiện thân là một cư sĩ. Thế thì chúng sinh đó, nó là cái dân bợm nhậu, nó uống rượu, nó ăn thịt. Bồ Tát muốn độ nó thì không có cái chuyện vô đó rồi ăn chay và dạy nó ăn chay mà nó nghe đâu nghe. Phải uống rượu với nó, ăn thịt với nó, rồi dần dần dắt dẫn nó để nó có thể thay đổi cái lối sống của nó. Thế thì Bồ Tát có tới muôn ngàn hình tượng độ sinh đi vào đời, hội nhập vào dòng sống của nhân gian để có thể chuyển hóa nhân gian. Đây là cái tinh thần nhiếp chúng sinh giới. Thế nhưng cái điều mình lưu ý là thế này: đi vào đời hành đạo hòa với dòng sống nhân gian, cái từ người ta hay dùng ở trong tiếng Hán là hòa quang đồng trần á, nó dành cho Đại Bồ Tát á. Bồ Tát từ thập địa trở lên, chứng bất động, tâm bất động rồi, vô nhiễm. Tức là vào nước, nước không chìm, vào lửa, lửa không cháy. Vào rừng đao núi kiếm không rạch được thịt da thì mới có thể hành Bồ Tát đạo cái kiểu này. Nó hàm nghĩa rằng, này lợi, này danh, này của, này tiền, này tình dục, vân vân, thưa các vị, đối với những con người như vậy thì không dính. Họ ở trên đỉnh của xã hội, này lợi, này danh, nhưng mà họ coi nó như đôi dép rách. 1000 mỹ nữ chung quanh, họ coi nó là những túi da hôi. Thì đây là lực dụng của Bồ Tát đạt đến mức độ bất động rồi mới có thể đi vào đời hành đạo. Do vậy cho nên thưa các vị, nhìn thấy những vị thầy lang thang vào phố thị
bảo rằng là tôi tu Bồ Tát hạnh cho nên tôi không ngại ngần chi về cái chuyện là ghé phố phường ăn uống và chung đụng với những người xã hội đời thường, không giữ uy nghi phẩm cách của người xuất gia. Thưa các vị, cái điều này họ vận dụng cái tâm tham sân si của họ để biểu hiện cái hạnh đi vào đời ô nhiễm nhau phải Bồ Tát. Cho nên hãy nhớ, đừng có vinh vào cái cớ là tôi hành Bồ Tát đạo, rồi tôi xin tiền thiên hạ, tôi làm bao nhiêu chuyện rồi bỏ phân nửa tiền để dành trong túi để tiêu xài riêng, gọi rằng hành Bồ Tát đạo. Thưa chưa, chừng nào chứng bất động địa đối trước nữ sắc, đối trước của tiền, đối trước lợi danh, tâm bất động như thì được gọi là Bồ Tát đi vào đời hành đạo. Còn thông thường thì chưa đạt đến mức độ này, cho nên hãy vô cùng cẩn trọng. Đây là thứ nhất, mình nói về nhiếp chúng sanh giới ở cái diện rộng theo văn học mà giải thích. Nhiếp chúng sanh giới thứ hai, nhìn bằng cái tinh thần thiền tông, thưa các vị, không phải hướng ra ngoài mà hướng vào bên trong. Nó hàm nghĩa rằng là mỗi một ý niệm trong các vị nó đi lên, như ý niệm buồn, ý niệm giận, ý niệm ghét, ý niệm thương, ý niệm chán đời. Mình lặp lại, thưa các vị, là trong các vị nó có vô trùng chúng sinh trong đây nha. Mỗi một ý niệm là một chúng sinh. Độ chúng sinh không hàm nghĩa rằng mình độ thiên hạ, mà chúng sinh đây là những ý niệm sinh ra bên trong các vị. Nếu có một chúng sinh nào, tức là một ý niệm nào nó vừa sinh ra trong các vị, như ý niệm buồn, ý niệm giận, ý niệm ghét, ý niệm bất an, các vị hãy độ cho được cái ý niệm đó, tức là đưa nó vô niết bàn. Đấy là mình dùng cái cách thế tu tập của truyền thống nhà thiền. Nó cũng tương hợp với kinh Kim Cang nha. Kim Cang Đức Phật dạy rằng là những vị Bồ Tát hàng phục tâm an trụ tâm là tất cả loại chúng sinh từ nõn sinh, thấp sinh, thai sinh, quá sanh đều phải đưa đến vô dư niết bàn thì mới chứng được quả vô thượng chánh giác. Thưa các vị, nếu nói như thế mà hiểu bằng cái nghĩa bình thường, không phải là ẩn nghĩa, thì không có vị nào thành Phật được cả. Tại vì Ngài thành Phật sau khi tất cả chúng sinh được thành Phật, chuyện đó chưa xảy ra. Tại vì chúng ta còn là chúng sinh đây, mà Ngài đã thành Phật mất tiêu rồi. Do vậy cho nên cái nghĩa thứ hai của nhà thiền giải thích là chúng sinh là những ý niệm của các vị. Một ý niệm buồn đó là một chúng sinh nghe. Các vị hãy đưa nó vô dư niết bàn, tức là các vị phải làm sao cho nó bốc hơi, nó bay mất và hư vô, thì gọi là đưa vô dư niết bàn. Thế rồi làm sao ta hành Bồ Tát đạo đối với những chúng sinh sinh ra bên trong ta? Rất đơn giản. Thưa các vị, pháp hành thiền tập Đức Thế Tôn dạy rằng là khi bất cứ một ý niệm nào sinh ra trong ta, ta chỉ cần làm một việc là nhận diện nó, dùng cái năng lực trí tuệ như con thuyền, chở nó trên con thuyền trí tuệ đó, triều mến đó. Không có hàm nghĩa rằng là nghĩ về nó, nuôi dưỡng nó, mà hãy đặt cái buồn lên cái chiếc thuyền trí tuệ nhận biết của chúng ta, mỉm cười nhận diện nó, rồi nó trôi dần, nó biến mất vào biển Niết Bàn. Gọi là đưa tất cả chúng sinh vào biển Niết Bàn. Đây là pháp thực tập ạ. Pháp thực tập đối với phiền não của các vị. Kỳ thật, có những loại chúng sinh, thưa các vị, thấy thì nó bình thường. Thế nhưng nếu không biết cách thực tập như vậy, thì chúng sinh này, thưa các vị, nó sẽ quá hiện ra là ba đầu sáu tai, trở thành một con ma ghê gớm. Rồi nó làm cái chi với người tu chúng ta? Nó quỷ hoại ngược lại người tu chúng ta nghe. Dường như hôm bữa trước mình nói chuyện trong đại chúng Tăng Ni, mình có liệt kê ra một cái sự việc rất đau lòng trên đất nước Hoa Kỳ này. Trước tới giờ, thưa các vị, mình chưa có thể hình dung được là người xuất gia nào có thể thắt cổ tự vẫn hết á. Thế nhưng trên đất nước này, nhiều. Ngay Cali này thôi là đã mấy người rồi. Và mỗi người bình thường không biết pháp thực tập để cho cái cơn buồn, để cho cái sự buồn chán ủ ê và mất niềm tin với đời sống, tuyệt vọng, thì họ có thể chấm dứt sinh mạng. Vậy thì cái chuyện bình thường, không có gì đáng trách.
Thế nhưng mà học giáo pháp của Phật, thế mà lại có khả năng là đồng nhất mình vào cái cơn buồn, đồng nhất mình vào sự thất vọng, đồng nhất mình vào sự tuyệt vọng. Thế cái nỗi tuyệt vọng là mình, cho đến nỗi rằng là thôi treo cổ tự sát cho rồi. Là cái chuyện mình cảm thấy vô cùng là kỳ cục. Trong khi, thưa các vị, một cái phần của nhiếp chúng sinh giới này, nó hàm nghĩa rằng là tất cả những loại ý niệm nào sinh ra trong các vị, ý niệm buồn, ý niệm giận, ý niệm ghét, ý niệm thương, ý niệm thất vọng, khổ đau, nó vừa có mặt thì các vị chỉ cần đặt nó lên trên cái nền của con thuyền trí tuệ. Mình nói như vậy để dễ hình dung nha. Nhưng mà kỳ thực nó vừa có mặt thì các vị chỉ cần nhận diện nó. Đây là cái buồn của tôi. Tôi là người đang nhìn cái buồn. Đây là cái thất vọng của tôi. Tôi là người đang nhìn nỗi thất vọng. Thì các vị đang dùng cái năng lực trí tuệ của chính mình nhận diện nó, thì tức khắc là nó từ từ nó đi ngang qua và nó biến mất vào hư vô. Nó bị đốt cháy bằng lửa trí tuệ của các vị. Tức là từ cái nhận diện của các vị đối với mọi cảm xúc thì cảm xúc liền biến mất. Không cần làm gì cả. Không cần loại trừ, không cần trấn ngự, không cần quỷ diệt, không cần làm gì cả. Chỉ cần nhận diện thôi là mọi thứ cảm xúc liền theo với cái quy trình là tự sinh tự diệt của nó và nó biến mất và hư vô. Thế thì nhiều ít hữu tình giới hay là nhiếp chúng sinh giới nó hàm nghĩa như vậy. Đi vào pháp tu nó là như vậy. Đây là ba ý mình nói về nhiếp thủ giới. Do vậy cái điều tóm lên ở đây là thế này, thưa các vị, giới không có hàm nghĩa rằng là cái gì trên văn bản, cái gì nó cầu kỳ, cái gì nó ràng buộc đời sống, nó làm cho mình mất tự do. Thứ không, giới nó đặt nền tảng cho công trình giải thoát, đặt nền tảng cho phát sinh trí tuệ, đặt nền tảng để các vị trở thành những con người cao quý, đặt nền tảng để cho các vị đi vào đời hành đạo độ sinh. Và vô cùng quan trọng là nó đặt nền tảng để cho tất cả người xuất gia chúng ta thành đạt được sự nghiệp trí tuệ và đền ơn Tam Bảo bằng cái cách là làm cho chánh pháp của Như Lai chiếu sáng được trong cuộc đời. Đây là nền tảng rất căn bản của giới, cho nên giới đưa đến an lạc là như vậy. Có tới giờ chưa? 8:40 rồi. Các vị có nghe buồn ngủ chưa? Chưa hả? Ngồi 20 phút nữa được ha. Điều thứ hai, mình xóa này nghe. Mình nghĩ chắc các vị nghe cũng ngán luôn, tới cần cổ luôn rồi chứ ha. Cứ nói đi nói về chừng này việc chứ có gì lạ đâu. Cái từ người ta dùng là ngán như ăn cơm nếp đó. Ngán như chết. Chưa ngán hả? Chưa ngán thì học tiếp. Tôi ngán thì dừng ở đây. Rất quan hỷ thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, là mình muốn thưa với các vị về nhiếp thủ sáu căn nha. Và cái câu nơi đây là thế này, là tỳ kheo thọ trì giới nhiếp thủ cả sáu căn. Tức là cái bài thứ 8 vừa rồi, tỳ kheo thọ trì giới đó, là nhiếp thủ. Câu thứ 3 là uống ăn. Câu thứ 4 là chánh niệm khi tiếp xử. Thưa các vị, cái câu pháp cú này nó đủ cho người xuất gia chúng ta tu một đời rồi nghe. Các vị biết rằng là tỳ kheo ni an trú ngay nơi giới hành trì. Thì cái điều rất tự nhiên xảy ra là sáu căn của các vị, là mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị, tự nhiên là đoan trang, tỉnh tại, an hòa. Và trong Quy Sơn Cảnh Sách có một câu rất hay là lục căn duy nhiên hành trụ tịch mặc. Lục căn. Tức là sáu căn nó hài hòa, nó an vui, nó tỉnh tại. Đứng đi, nó bình ổn, lặng lẽ nghe. Thưa các vị, là có nhiều người xuất gia, tôi không biết họ tu cái pháp gì, tôi không biết. Thế nhưng mà gặp mặt của họ là thấy khiếp luôn.
Tại vì mặt đằng đằng sát khí, giống như là kẻ thù bao đời gặp lại. Đây là cái điều rất là kỳ cục, dường như người ta không có khả năng tu tập để chuyển hóa được những phiền não, cho nên mặt mày nó hiện ra cái vẻ u uẩn. Hồi chưa tu thì mặt mày còn dễ thương, tu rồi tự nhiên mặt khó đăm đăm ra. Sai pháp môn nha. Pháp môn Phật không có dạy tu rồi càng ngày càng khó tánh. Không có dạy chúng ta càng tu càng ngày ác pháp càng tăng. Càng không có dạy cho chúng ta càng tu rồi lòng mình càng bực bội, càng đắng cay, càng căm ghét, muốn trừng trị người nọ, khủng bố người kia. Không có chuyện đó nghe. Tu không lành được mà lại càng ngày càng dữ dằn hung thì thưa các vị sai lầm với pháp môn. Cho nên đúng ra cái công trình tu á, khi thọ trì giới, sáu căn an tĩnh, hài hòa, hỷ lạc. Các vị nhìn hình ảnh Đức Thế Tôn, chưa có hình ảnh nào từ 26 thế kỷ trước cho tới hiện tại có mặt khắp mặt đại lục này. Không có hình nào mà cái miệng của Ngài sầu thảm, không cười. Mặt luôn nở nụ cười, nụ cười đầy hỷ lạc. Cái điều này, thưa các vị, với người có năng lực tu thì họ nhận diện về điều này rất rất là dễ dàng á. Các vị biết rằng là mình không tu thì sáu căn của mình nó chạm vào đâu thì nó gây phiền muộn cho người ta ở chỗ đó. Có một cái chị nhân viên đi làm, thế rồi chị đứng chị nói chuyện với một người bạn, đột nhiên chị quay lại, chị nạt một cái người đứng phía sau, chị nói anh vui lòng, anh vui lòng đừng chạm vào tôi. Anh kia nói chị mới lạ, tôi đứng cách chị một quãng rất xa, nó không, mắt của anh chạm vào tôi nhột cả da. Cái điều này thưa các vị nó rất là dễ nhận ra nghe. Trong cái nguyên tắc bình thường, khi mình nói năng với người mà không nhìn mặt người là mất lịch sự. Nhìn mặt quá một phút mất lịch sự. Tại vì không hàm nghĩa rằng là anh đụng vào người ta, nhưng mắt của anh đầy vẻ soi mói, đầy vẻ thèm khát, anh đã chạm vào người. Thế thì các vị hình dung rằng nếu người xuất gia không an trú ngay nơi giới thì mắt phạm giới nghe. Nhìn là phạm giới đó. Không phòng hộ tâm, tâm tràn đầy ham muốn và khát thèm, nhìn là thưa các vị là phạm giới. Chứ đừng nghĩ rằng mình phải chạm vào người mới phạm giới, thưa không. Đừng nghĩ rằng thò tay lấy tiền người ta mới phạm giới nha. Không. Con mắt của anh nó thèm khát đồng tiền, nhìn thấy là tự nhiên là tâm tham anh nó sinh khởi, là một loại phạm giới. Tinh tế đến như vậy, tinh tế đến như vậy. Do vậy cho nên người thọ trì giới nghiêm túc, sáu căn này gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, thân, thưa các vị, tự nhiên rất ư là an hòa, tịch lặng, trong sáng. Mắt của Thế Tôn á, thưa các vị, nhìn hiền diệu, đẹp, sáng. Mắt người tu ta phải vậy nghe. Không phải nhìn soi mói, không phải nhìn đăm đăm, không phải nhìn đầy ác tính, không phải nhìn làm cho người ta sống sượng, cảm thấy mắc cỡ. Cho phép chúng ta nhìn một bao nhiêu giây đó, nó vừa đủ thôi. Chứ không phải là mình nhìn như soi mói vào người. Và hai điều nó dễ xảy ra sự xúc phạm. Một là nhìn, dễ xúc phạm. Hai là nói nghe. Hai cái cửa này, thưa các vị, rất là quan trọng. Một lời không cẩn trọng, một lời thiếu từ tâm, một lời đi ra từ một cái tâm thức đó hằn học, bất an, thưa các vị, là phạm giới. Chứ mình đừng nghĩ rằng là mình phải chửi mắng người. Đừng nghĩ rằng mình phải nói những lời nguyền rủa ác độc, thưa không. Một lời thiếu chánh niệm là đã phạm giới, đã gây ác pháp, đã làm tổn phước lành nơi tự thân anh rồi. Do vậy thưa các vị, là đối với tỳ kheo thọ trì giới rồi thì sáu căn phải an hòa, tịch lặng, tươi vui. Đứng đi tỉnh tại, không phải đứng đi lọt chọt, lục chụp, vội vàng cập rạp, thưa không. Nếu ta không tập tành điều này, nếu ta không có chịu khó quan sát mình, nếu ta không có chịu khó thực tập từng bước rất là giản dị và gần gũi dễ thực tập như thế này, thì một đời tu không đổi thay nhân cách.
một người tu không đổi thay nhân cách. Chỉ là một người gọi là kiếm cơm sống qua ngày nương cửa Phật để khỏi đi làm thôi, chứ còn không thể hoàn thiện được nhân cách của người xuất gia nghe. Xuất gia là một loại củ quý trong muôn ngàn củ quý. Xuất gia là một loại phước lành cao hơn tất cả loại phước lành. Tại vì anh dâng hiến cả cuộc đời anh cho đạo để anh làm cho chánh pháp của Phật sáng bừng, để anh có thể cống hiến được trọn vẹn cuộc đời anh cho công trình hoằng pháp lợi sinh giúp người tu tập. Thế mà anh đã để cho cuộc đời anh nó chìm vào cái sự phí phạm, không nghiêm túc hành trì, không có củng cố đời sống mình, không có đổi thay nội dung của mình, tập khí mình quá khứ ra làm sao thì bây giờ nó cứ ra làm vậy. Thưa các vị, chắc chắn rằng là một đời trôi qua không làm được tích sự chi trong đạo cả. Đừng đợi đến cái vị thầy kia thọ giới tỳ kheo làm thượng tọa, học thông kinh điển, mình mới đánh giá được cái con người đó là trụ cột cái Phật pháp cùng không nha. Nhìn cái sinh hoạt của hắn ở trong cái lòng đại chúng thế này và thấy tâm tình của hắn vô cùng là ích kỷ thì biết rằng cái tên này không thể thành công được trong đạo. Cái việc gì nhẹ nhàng, việc gì sạch sẽ, việc gì ít tốn công sức thì hắn làm bộ lăng xăng. Còn việc gì mà nặng nhọc, ô uế, cực nhọc, tốn công tốn sức thì hắn đẩy cho người khác. Một cái tâm thức nó đầy cái tính toán và tiêu cực như vậy, thưa các vị, hắn tu một đời không có cách chi hắn phát triển được đâu. Nên nhớ nghe, cái điều đầu tiên đặt chân vô nhà chùa thì phát nguyện dâng hiến cuộc đời mình cho Tam Bảo, cho Phật, cho Pháp, cho Tăng, làm được điều gì mang an lạc cho người không nệ hà, làm được điều gì mang lại cho người ta một cái chút tiện nghi, như có thì giờ, có cái hoàn cảnh thuận lợi để họ học họ tu thì ta không nệ hà chi, tức là mở rộng cửa lòng ra, hy sinh công sức của mình. Thưa các vị, có ngàn vạn điều bố thí chứ không phải là các vị bán của cải tài sản ở nhà các vị mới có thể tạo được phước điền á. Nói một lời giúp người ta vượt ngang qua những cái khó khăn, làm một việc giúp cho người ta có được chút thì giờ để đọc sách, để tọa thiền, khen một lời, khích lệ người ta tu, thưa các vị, đều là tăng trưởng phước lành cả. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là đừng đợi đến làm một vị thầy lớn rồi mình vô cùng ân hận rằng là tại sao cả đời tu mà cho tới hôm nay rồi lời tôi nói ra không ai nghe, đời sống tôi không được người ta quan tâm, Phật tử không ai thương mến tôi cả. Đừng có trách cái đó vô lý lắm. Hãy trách mình là không biết gầy dựng ngay từ ban đầu cái nền tảng phước điền, hy sinh, phụng sự, thờ phụng chư Tăng, thờ phụng Tam Bảo, thờ phụng Pháp. Nếu các vị đầu tư đời sống mình ngay ban đầu lúc mới tu bằng cả tấm lòng như vậy thì thưa đại chúng rằng cứ mỗi ngày tu các vị trưởng thành và các vị tự nhiên trở thành một bậc thầy vĩ đại, một bậc thiền sư lỗi lạc, mang lại nhiều lợi ích cho chính cho thân mình và cho người nghe. Cái câu nói là anh đừng sợ công danh sự nghiệp không đến với anh, mà anh sợ anh là không có năng lực. Ở đời nó cũng vậy nghe. Anh đừng sợ người ta không có xài anh, anh hãy sợ là anh không có tài năng thôi. Trong đạo cũng vậy. Anh đừng nghĩ rằng anh phải lăn xăng chạy tìm cái chuyện người ta thương mến quý trọng và kính nể anh. Không, anh hãy tu đi, hãy mở lòng ra, hãy thực tập đi, hãy làm cho mình hoàn thiện nhân cách đi. Thì tự nhiên là anh trốn bất cứ chỗ nào người ta đều đến, người ta đảnh lễ, người ta mời anh ra để người ta cung kính, người ta lễ lại, tôn vinh anh làm trụ trì xây dựng nhà Lam tự viện, tiếp tăng độ chúng. Chuyện nó đương nhiên như vậy. Tóm lại, thưa các vị, tỳ kheo mà nhiếp thủ được sáu căn thì cái điều dễ phát sinh đó là họ ăn, họ uống, họ tiêu, họ xài. Thưa các vị, cái chi nó cũng đúng trong cái khuôn pháp người xuất gia nha. Cần kiệm nhưng mà không bần tiện. Họ xài cho người rất hào phóng, nhưng xài cho họ thì họ rất là cẩn trọng. Có những việc, thưa các vị,
Nó thuộc về cái phạm vi rất là đời thường, nhưng mà đời sống của người tu không có hiểu Phật Pháp, cho nên đôi khi chúng ta lăng quăng đi mở những khóa tu, có khi mình làm cho người Phật tử họ mất tín tâm với mình rất là nhiều nghe. Mình không dám nói các thầy cô, mình nói từ thân mình thôi. Thưa các vị, mình nhớ rằng là 2002 có mặt nơi đây 16 năm, có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ, đi hầu như là chắc cũng 25 tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ, chưa nói Canada và Úc. Bao nhiêu khóa tu đến với mình, thưa các vị, dường như là mình đến sinh hoạt khóa tu, không rời chân ra khỏi cái khóa tu, chưa hề đi chơi bất cứ thành phố nào. Dù người ta mời mình gãy lưỡi, mình cũng nói dạ thôi tôi biết rồi, tôi không cần phải đi ngắm nghía thành phố, cảnh trí này không có gì lạ với tôi cả. Người ta nói thưa thầy, ở đất nước Úc này, cái nhà hát opera, nhà hát con sò đó là nổi tiếng nhất, là biểu tượng văn hóa nước Úc, thầy điều nào? Mình nói phi cơ lượn lên bầu trời tôi thấy rồi, khỏi. Điều thứ nhất, thưa các vị, là mình rất là quý trọng những ngày tu, cho nên mình đặt chân tới đó là mình phải nhiếp tâm để có thể có được cái định lực, có được cái thì giờ. Và đời sống của mình nó là đời sống cống hiến, chứ không phải là đời sống cho cá nhân mình, cho nên không có chuyện đi chơi. Tôi nghĩ chắc một số các vị nơi đây thì biết mình đi các khóa tu á, không ai mời mình đi chơi được, đi ăn cũng không đi. Ngay là quyển này nghe, Phật tử thương quá mình mời mình đi ăn. Có những lúc các thầy đi chơi hết, bỏ mình ở nhà. Anh nói thưa thầy, thầy ở nhà ai nấu thầy ăn, cho nên tụi con mời thầy về nhà đổ một xèo. Mà thầy đi ăn, nó giờ thôi khỏi. Nó ở đây ai nấu, nó tôi tự nấu. Tôi không muốn làm phiền ai. Tôi cũng không muốn rằng là kết thân tình với bất cứ một người Phật tử nào, dù Phật tử lộc quyển, Phật tử các nơi, thưa các vị, mình không hề. Mình rất là cẩn trọng về cái việc là giao tế với người. Mình không muốn là lợi dụng bất cứ một cái sự dễ dãi của bất cứ ai, được không? Thưa các vị, cúng dường tiền cho mình, ngày xưa mình rất là mắc cỡ nghe. Cho mãi tới gần đây mình mới thay đổi tập khí đó. Mình nghĩ một điều rằng người ta cúng dường cho mình thì mình quan hỷ đón nhận, để người ta có niềm tin tam bảo, gieo được phước điền, và mình vận dụng cái tiền đó làm cái công việc là xây dựng tự viện, nuôi tăng, giúp người nghèo khó. Không xài cho bản thân mình thì có gì đâu mà mắc cỡ. Thế cho nên dần dần mình lấy được cái tính e thẹn của mình đối với tiền cúng dường người ta. Thế nhưng mà nhìn mặt, mình thấy là những người già họ kia cỏ mang tiền tới, mình lấy tượng trưng thôi, trả lại để dành tiền xài, tôi chưa có nhu cầu. Cái điều này thưa các vị, nó liên hệ với cái chuyện uống ăn có tiết độ nhé. Với người xuất gia chúng ta, thưa các vị, ăn uống cẩn trọng nhưng mà không hà tiện. Xài cho chính tự thân thì vô cùng cần kiệm, nhưng mà những việc cần làm cho người thì không được quyền hà tiện. Bố thí, cúng dường chư tăng và làm bao nhiêu thiện sự thì thưa các vị điều này rất là cần, nhưng mà xài cho cá nhân thì thưa các vị vô cùng cẩn trọng. 25 sen đã đủ nặng rồi nghe, chứ đừng tưởng tới một đồng. Hãy biết rằng là đồng tiền của Phật tử cư sĩ mồ hôi trộn với máu, họ kỳ cõm vô cùng, họ tiết kiệm vô cùng để họ cúng dường chư tăng. Cho nên thưa các vị, xin thưa rằng là dường như tới Lộc Quyển cho tới năm nay mình chưa bao giờ mua một gói trà, là cho uống không cho thôi, không mua, mình thấy phí phạm. Và lâu lâu mình xuống cái tủ trà của phòng ăn, thưa các vị, mình lượm trà mình lên uống thôi. Cái điều này nó không phải là cái gì để khoe mẽ đâu, thưa các vị. Nó trở thành một cái phẩm chất của một đời sống tu thế thôi, chứ không có gì mà ghê gớm về chuyện này cả. Chẳng qua là tu đến một cái lúc nào đó tự nhiên mình biết quý trọng của cải tài sản của tam bảo, của cải tài sản của người thí chủ nghe. Các vị biết rằng có khi mình đi một vòng, buổi sáng ăn xong đi vòng về mình lượm cái chi, các vị biết không? Này ly nè, này cốc nè, này bồ đòn này, tội cũ ta bỏ ngổn ngang đầy hết. Thưa các vị rằng là dường như cái sự chi tiêu
xài phí của chúng ta không có tiết kiệm gì về công sức của bao nhiêu người. Mình đem ra mình ngồi, đem ra mình sử dụng, rồi xong cái mình bỏ đó, này nắng này mưa, rất ư là chi? Rất ư là tội nghiệp. Thà xài, nhưng mà phí phạm thì không nên. Phí phạm thì không nên. Thà ăn, thà tiêu, thà xài, nuôi dưỡng hình hài này, nhưng mà những cái điều nó phí phạm, thưa các vị, không nên. Hãy quý tiếc của Tam Bảo cũng như quý tiếc của đất trời, công sức của bao người. Và cái điều nó liên hệ với điều này, thưa các vị, với xã hội văn minh họ vô cùng quan trọng nhé. Các vị có thể hình dung rằng là có những cái video clip nó chiếu về những cái bao ni lông, những cái mảnh lưới bằng ni lông vướng một cổ một con rùa, chân của con rùa thôi. Thưa các vị, là 15 năm sau cái bao ni lông nó vẫn không rách, cho nên nó siết lại, siết cổ rùa lại cho tới chết. Cái nạn ô nhiễm môi trường là một, do chất thải do bao ni lông là hai, thưa các vị. Dường như đối với người Mỹ, một số thành phần họ rất ư là quan trọng về điều này. Nhưng mà với cộng đồng người Việt thì dường như là họ không quan tâm. Và thưa các vị, đầu tiên mình nhìn mấy cái pin cũ, các thầy lượm cẩn trọng, các thầy để trong cái hũ thi tinh này, mình cũng hơi kinh ngạc, chẳng biết tại sao. Thế rồi dần dần mình mới biết rằng đây là một loại rác nguy hiểm nhất trong những loại rác nha. Một là bao ni lông, hai là pin cũ. Thưa các vị, với người Mỹ họ có một cái trình độ hiểu biết nhất định thì những món này họ vô cùng cẩn trọng, họ gom lại một nơi đàng hoàng. Thế nhưng mà đa số chúng ta đều không ý thức điều này. Điều này nó không phải là cái gì xa lạ cả, mà nó nằm ở trong cái phần này đây, uống ăn. Phải có chừng mực, tiết độ, biết cái gì độc hại, biết cái gì bổ dưỡng, biết cái gì nó hại mình, biết cái gì nó tàn phá môi trường, nó hủy hoại môi sinh, biết cái gì nó có thể gây họa cho nhiều thế hệ con cháu ta nghe. Nó nằm ở trong cái phần này của giới tỳ kheo đây. Cuối cùng là chánh niệm khi ứng xử. Thưa các vị, khi cái lực dụng tu của các vị mà dày, cái năng lực chánh niệm của các vị mà duy trì đủ tốt á, tự nhiên là khi nói một lời, các vị có thể nhận diện được lời nói đó từ trong sâu thẳm này. Cho nên không nói một lời tổn thương người. Các vị duy trì được chánh niệm, các vị có sự thực tập vững vàng rồi, thưa các vị đặt một cái ly, các vị rót một cốc nước, các vị bước một bước đi, nó đều an trú trong cái trạng thái tĩnh tại, hiền hòa và đầy từ tâm nghe. Không có chuyện mình nói ra xúc phạm người, không có chuyện mình dùng một lời gây tổn thương cho người, không có chuyện đó. Tại vì khi lời nói nó vừa khởi ra, ta đã nhìn được cái gốc của nó rồi. Nó sinh ra từ nền của ác pháp. Do vậy cho nên, thưa các vị, khi có năng lực chánh niệm được tôi luyện đã dày rồi, thì cái cách ứng xử của các vị vô cùng đẹp đẽ. Giá trị con người không phải là vàng bạc anh đeo xung quanh người. Giá trị con người không phải là anh quá giàu, anh có danh. Giá trị con người cao quý hay không ở chỗ ứng xử của chúng ta. Có những kẻ giàu nhưng mà cách ứng xử của hắn, thưa các vị, rất là thô lỗ, tục tằng, không văn hóa. Thế nhưng mà có những con người nghèo áo rách, nhưng mà cách nói năng, cách đi đứng, cách ứng xử của hắn rõ ràng là một con người cao quý. Người ta rất là nể trọng những con người có cái nhân cách ứng xử đẹp, lành, cao quý. Chứ người ta không nể trọng những con người giàu có địa vị, có danh vọng gì cả. Cái chuyện đó trần đời này có thừa. Rồi quy chiếu là trong một cái phạm vi nhỏ người xuất gia. Thưa các vị, người xuất gia dù cho quá khứ các vị đó là ông hoàng bà chúa gì không quan trọng đâu nghe. Đừng nghĩ rằng là tôi có cái bằng bác sĩ, bằng kỹ sư là tôi xuất gia rồi qua cả cõi. Không. Ba cái vớ va vớ vẩn ra trần đời nó thiếu gì. Cho nên cái nhân cách của các vị khi làm người xuất gia mới trở thành giá trị. Mà nhân cách đó, thưa các vị, cái nền của nó là giới, nền nó là quy nghi, nền sâu thẳm đó là từ thiện tâm của các vị, tâm rất lành của các vị, tạo thành một nhân cách cao quý cho người xuất gia. Và khi người xuất gia hoàn thiện được giới,
Thưa các vị, tự nhiên là các vị xây được cái nền thiện pháp rất vững vàng cho công trình hành đạo. Các vị không cần làm chi cả, thế nhưng các vị đã trả ơn được cho Đức Như Lai. Tại vì đời sống của các vị, gương lành của các vị, nó đã tỏa sáng hương vị chánh pháp. Nó làm người ta nhìn các vị là khơi được cái nguồn cảm hứng tu tập. Nhìn các vị là phát Bồ Đề Tâm. Nhìn các vị là tự nhiên người ta thấy gắn kết cuộc đời người ta với đạo. Đây là điều rất ư là cụ thể. Khi đi vô công trình tu tập hành trì giới thì nó thành tựu được những điều như vậy. Hết chuyện nói rồi. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.